Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Kính mời quý ông bà, anh chị em cùng lắng nghe tin mừng Chúa Nhật 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bây giờ Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ rằng: Các kinh sư và các người pha ri ngồi trên tòa ông mô mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo vì họ nói mà không làm họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy quả vậy họ đeo những hộp kinh thật lớn mang những tua áo thật dài họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc chiếm hàng ghế đầu trong hội đường thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là đấng Kitô. Trong anh em Người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay trình thuật Tin Mừng nói cho chúng ta việc Chúa Giêsu của trách các kinh sư và pharisêu về việc họ nói mà không làm họ chất những gánh nặng trên dân nhưng họ không muốn thực hành những điều ấy. Chúa Giêsu trách họ vì lời nói và hành động không đi đôi với nhau. Chúa Giêsu còn trách họ về thái độ sống tự cao, thích vẻ bề ngoài. Họ thích đi tìm danh tiếng, lời khen ngợi từ người khác rằng họ đạo đức, thánh thiện. Họ đeo những hộp kinh thật lớn và những tua áo thật dài nhưng họ quên rằng sự thánh thiện xuất phát từ thiên chúa và con người thánh thiện là con người tìm kiếm thiên chúa chứ không tìm vinh quang cho bản thân người thánh thiện là người khiêm tốn phục vụ yêu thương tha nhân hơn là đi tìm sự vinh dự cho mình đây là thực tế mà mỗi người chúng ta phải nhịn nhận và đấm ngực thú tội trước mặt thiên chúa có khi chúng ta cũng đòi hỏi khắt khe người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình có khi chúng ta đi tìm sự vinh hoa và đạo đức một cách hình thức bề ngoài mà thôi xin chúa cho chúng ta biết cảm thông với những người khác và nhìn nhận những khó khăn của họ hơn là buộc họ phải làm những điều mà chúng ta muốn mà đôi khi chính chúng ta cũng chưa làm được bề trên biết cảm thông và nâng đỡ đồng hành với bề dưới trong những yếu đuối và khó khăn của bề dưới cha mẹ thông cảm và đồng hành với những khó khăn của con cái trong tuổi mới lớn với những thay đổi tâm sinh lý có khi con cái không muốn chia sẻ với bố mẹ vì chưa cảm nhận được sự thấu hiểu của cha mẹ cha mẹ hãy cảm thông và động viên với con cái trong những áp lực học tập trong những áp lực mà các mạng xã hội công nghệ đang ảnh hưởng trên con cái mình. Hơn là chỉ trích, ép buộc hay cấm đoán. Hãy đi vào thế giới của con để hiểu con và giúp con hơn là ép buộc chúng làm những điều mà chúng ta muốn. Điều tiếp theo trong bài Tin Mừng xem ra khó hiểu cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói đừng gọi ai là thầy, là người lãnh đạo ngoài ngài ra. Đừng gọi ai là cha ngoại trừ Thiên Chúa Cha. Trong đời sống thường ngày chúng ta vẫn có những người thầy dạy dỗ, những người lãnh đạo chúng ta và chúng ta vẫn có những người cha sinh ra chúng ta và là người hướng dẫn chúng ta trên cuộc đời này. Về ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa Giêsu muốn nói về một người thầy tuyệt đối trong cuộc đời mà chúng ta cần phải học và bước theo, đó chính là Chúa Giêsu. Một người lãnh đạo tuyệt đối mà chúng ta cần tin theo đó là Ngài. Những người khác vẫn là những người dạy dỗ và lãnh đạo chúng ta, nhưng họ không tuyệt đối. Chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi là đấng tuyệt đối mà chúng ta phải tuân theo. Vì chính Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Ngài. Nên những người tin cần nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu trong tư cách là thầy và là người lãnh đạo để học hỏi và bước theo ngài. Chúa Giêsu là một người thầy, một người lãnh đạo luôn cúi mình phục vụ vô điều kiện. Ngài luôn khiêm tốn phục vụ con người và phục vụ cho đến chết. Chúng ta được mời gọi noi theo gương ngài. Cha mẹ hy sinh phục vụ cho đàn con đến hao mòn chính sức sống của mình. Người mục tử được mời gọi phục vụ đàn chiên Chúa trao phó cách nhiệt thành, cùng mang lấy mùi chiên trong nỗi khốn khó của họ. Người thánh hiến được mời gọi cúi mình phục vụ những con người Chúa trao gửi bằng sự tận tâm và hao mòn của bản thân. Tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành người phục vụ như Chúa Giêsu. Đừng gọi ai là cha đó là lời mà Chúa Giêsu nói Nhưng đây không phải là từ bỏ danh xưng với người cha trần thế Nhưng điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta Đó là chúng ta có một người cha tuyệt đối Là Thiên Chúa Cha Là đấng tạo dựng nên chúng ta Trao ban cho chúng ta sự sống Và cũng là đích đến của cuộc đời chúng ta Cha của chúng ta ở trên trời Và đó cũng là tương lai chúng ta khao khát Được trở về nhà cha chúa giêsu muốn mời gọi chúng ta nhìn nhận địa vị tuyệt đối của thiên chúa cha trong cuộc đời để chúng ta dù đang sống trên trần gian nhưng luôn hướng về cha của chúng ta ở trên trời như chính chúa giêsu vẫn luôn cầu nguyện luôn hướng về cha kết nối với thiên chúa cha trong hành trình trần thế của ngài kính thưa ông bà anh chị em bài tin mừng ngày hôm nay chúa giêsu để lại cho chúng ta rất nhiều giáo huấn về việc sống thánh thiện trong lời nói và việc làm. Việc cảm thông cho những người bé mọn, việc nhìn nhận địa vị tuyệt đối là thầy và là lãnh đạo của Chúa Giêsu và việc nhìn nhận Thiên Chúa Cha là nguồn gốc và đích đến của cuộc đời chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết khiêm tốn học hỏi những giáo huấn mà Chúa Giêsu đã để lại trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta อเมน